Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Cười lên Dong Hae được sản xuất bởi đạo diễn Kim Woon-wook và nhà viết kịch bản Moon Yeon-ah. Cặp đôi tài ba này đã tạo nên bộ phim đình đám năm 2009 You Are My Destiny với tỷ suất người xem đạt 40%. Năm 2010, cặp đôi này đã rất thành công với bộ phim Cười lên Dong Hae với tỷ lệ người xem lên đến 40,9%, đứng số 1 rating ở Hàn Quốc trong hàng loạt phim gia đình của Hàn Quốc. Và lần đầu tiên làn sóng Cười lên Dong Hae ở xứ sở Kim Chi đã hòa vào mạng sóng kênh truyền hình Today TV. Jin Chang-wook vào vai Dong Hae, một vận động viên trượt băng người Mỹ hốc hàng, được chọn vào đội tuyển quốc gia. Điều này cũng có nghĩa diễn viên Jin Chang-wook khá bận rộn trong việc luyện tập môn trượt băng từ 4 đến 5 tiếng một ngày để thực hiện những cảnh quay một cách chân thật nhất. Diễn viên Park Jung-ah thuộc nhóm nhạc nữ Jori được biết đến với vai diễn Jenny-an trong Prosecticus Princess của đài SBS. Trong bộ phim này, cô đã thay đổi và làm mới hình ảnh của mình qua vai diễn Yoon Se-wa. Oh Ji-un là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Hàn Quốc qua bộ phim gia đình phát sóng cuối tuần rất thành công mang tên Three Brothers. Vai diễn người yêu Lee Jun-hyuk trong Three Brothers đã tạo dấu ấn cũng như giúp cô bước đầu thoát khỏi danh xưng tân binh của mình. Thưa quý vị và các bạn, và trong suốt thời gian qua khi bộ phim Cười lên Dong Hae phát sóng thì chúng tôi luôn luôn nhận được những phản hồi rất tốt từ quý vị khán giả qua điện thoại, email hay qua địa chỉ trang web www.todaytv.vn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe một số ý kiến của các khán giả mà chúng tôi đã ghi nhận được. Em rất là thích xem kênh truyền hình Today TV bởi vì có rất là nhiều phim hay à. Theo nghĩ thì chương Today TV nên có thêm những cái chương trình dành cho lứa tuổi bọn em như là các chương trình ca nhạc, chương trình thời trang làm đẹp hoặc là chương trình dạy nấu ăn chẳng hạn. Today TV là một trong những kênh chiếu rất là nhiều bộ phim mới và đặc biệt là bộ phim Cười lên Dong Hae. Sau mỗi giờ làm tôi thường xuyên tranh thủ chạy về nhà để kịp giờ chiếu phim lúc 19 giờ. Bởi vì bộ phim này đã mang lại cho tôi cái sự lôi cuốn. Tuy là những tập đầu thì không có gì căng thẳng lắm, nhưng mà những tập gần đây đã cho thấy được cái sự hấp dẫn đúng theo phong cách của phim Hàn Quốc. Tôi là khán giả của đài Today TV. Tôi và cháu ngoại tôi rất thích xem phim đài, tại vì phim rất có nhiều phim hay. Vừa rồi cũng vừa coi phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp, rồi bây giờ là đang chiếu phim Cười lên Dong Hae. Chiều nào đi làm về tôi và cháu ngoại cũng tranh giành cái tivi để mà coi phim Cười lên Dong Hae. Tại vì phim Hàn Quốc thì lúc trước thì cũng có phim nhiều, phim tình cảm, nhưng phim này nó cũng có hài hước, rồi coi theo dõi cũng